Trong tập trước của phần phim Mythical Titan thì một nhóm cameraman đã bị quái vật ba đầu đuổi giết. Lúc này từ dưới bờ hồ đã xuất hiện một thủy thần Titan cameraman đã giúp đỡ những cameraman nhỏ bé kia. Nhìn thấy sức mạnh vô cùng ghê gớm của thủy thần Titan, thế là những cameraman nhỏ bé cũng đã nhờ cậu ấy giúp đỡ thành phố của mình. Tuy nhiên cậu ấy đã từ chối và kể về cuộc đời của mình từng bị thế giới loại cameraman đối xử tệ như thế nào. Khi định quay trở về, thủy thần Titan cameraman lại gặp được chủ nhân của mình, chính là thần biển cả. Và dưới sự khuyên ngăn của thần biển cả, thủy thần Titan cameraman cũng đồng ý đến thế giới loài cameraman để giải cứu. Phía trước, thành phố của chúng tôi ở phía trước kia kìa. Được rồi, các ngươi cứ yên tâm, ta đã giúp các ngươi là sẽ giúp tới cùng. Chết tiệt, tình huống kia, kết thúc chuyện này đi. Sao mà ngươi đứng giống như trời trồng vậy? Ta bảo ngươi kết thúc chuyện này ngay lập tức. Các ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ đến đây để bắt linh hồn của kẻ xấu. Ta không hề muốn chiếm đoạt lãnh địa nơi này. Được rồi, đến lúc ta phải đi rồi. Tình khốn, ngươi sợ hãi rồi hay sao? Ngươi không được phép đi đâu cả. Ngươi phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này. Ta khuyên ngươi đừng nên chọc cho ta nổi điên lên. Nếu không, ta không khách sáo với ngươi đâu. Cái gì? Ngươi dám hăm dọa cả ta hả? Tình khốn kiếp này đúng là một kẻ bẩn thỉu. Ngươi gây ra cuộc thảm sát ở đây. Rồi bây giờ, ngươi định chối tội, định bỏ chạy à? Ta sẽ cho ngươi một bài học để cho ngươi nhớ đời của ngươi. Tình khốn này, ngươi thật là mất thời gian của ta. Ta bảo rồi, những cameraman ở đây không phải do ta hại. Ta chỉ đến tiêu diệt cấu hồn tinh quái vật sau lưng ta mà thôi. Bây giờ ngươi có chịu tránh ra không? Hả? Khốn kiếp! Đừng nhiều lời nữa! Màu đỏ sức đi! Tình chết tiệt kia! Nhìn ngươi không khác gì một con ác quỷ cả. Ngươi cũng chẳng có gì tốt lành. Hôm nay, ta sẽ thay mặt cho chúa tể của Titan cameraman trừng trị ngươi, để cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Đánh nhau rồi! Ai muốn lặn mà gió chẳng ngừng, ngươi ép ta thì ta sẽ ra tay. Nếu đây không phải là hiểu lầm thì có lẽ ngươi đã chết dưới tay của thần lửa Titan Smith Comment ta đây rồi đó. Cái gì? Ngươi cũng là thần à? Rốt cuộc ngươi là ai? Hả? Ngươi muốn biết ta thật sự là ai à? Được, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Đây không lẽ là địa ngục? Cuối cùng thì mình cũng đã kết thúc được cái cuộc sống đáng ghét đó rồi. Hai, lại một kẻ không biết trân quý mạng sống của mình. Người đã tự sát để xuống địa ngục này. Trông có vẻ người rất phấn khởi và không hề cảm thấy tội lỗi. Người là ai? Người là ai? Người muốn gì? Ta chính là vị thần cai quản địa ngục này. Ta thấy người là một kẻ ngu ngốc. Ta muốn đến đây hỏi người vài câu trước khi ta cho linh hồn người tan thành mây khói, vì người không xứng đáng tồn tại trong vũ trụ này. Ông im mồm đi. Ông biết gì mà nói chứ? Tại sao cuộc đời này lại tạo tôi ra một hình hài như thế này? Ông không nhìn thấy hay sao? Tôi là một đứa con lai giữa một Smith Comment và một quái vật ô cầu. Tôi vừa đẻ ra đã bị chính dòng loại Smith Comment của mình vứt bỏ. Họ coi tôi giống như là một quái thai kẻ thù của họ vậy. Đi tới đâu họ cũng xua đuổi, họ cũng nhổ nước bọt vào người của tôi. Càng lớn, tôi sống càng khó khăn, nên tôi tự kết liễu mạng sống của mình để giải thoát bản thân của tôi. Vậy à? Thôi được rồi, ta sẽ chơi với ngươi một trò chơi. Nếu ngươi vẫn cảm thấy
mạng sống của mình chẳng có giá trị gì thì coi như ta thua, ngươi muốn gì cũng được. À, được, được. Đâu, giờ ngươi hãy lên lại trần gian giúp ta câu hồn một số kẻ. Bọn chúng là những quái vật độc ác, chuyên tàn sát những sinh vật vô tội. Chết đi, chết đi. Từ quái vật khốn kiếp kia. Ngươi có biết những sinh vật yếu đuối kia ai cũng muốn được sống hay không? Tại sao ngươi lại ra tay cướp đi mạng sống của họ chứ? Ta sẽ thay thế cho chúa tể địa ngục kết liễu ngươi, cho ngươi xuống dưới 18 tầng địa ngục chịu tội lỗi của mình. Giờ ngươi cảm nhận thế nào? Ngươi còn chán ghét mạng sống của mình nữa không? Tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi rồi. Xin chúa tể địa ngục, xin chúa tể địa ngục, hãy cho tôi một cơ hội. Hãy cho tôi một cơ hội. Được rồi, ta sẽ cho kẻ lầm đường lạc lối như ngươi một cơ hội cuối cùng. Dưới lời thỉnh cầu đó, chúa tể địa ngục đã bàn cho ta một ngọn lửa thần, giúp ta trở thành thần lửa Titan Speed Command. Ta đi khắp nơi thay thế ngày ấy, trừng trị những kẻ độc ác, cầu hồn bọn chúng xuống địa ngục. Và lần này cũng vậy, ta vô tình đi ngang thành phố Cameraman này thì thấy kẻ độc ác này đang làm loạn, và ta cũng đã giết chết hắn để câu hồn hắn. Chết đi, ngươi là ai? Thì ra hoàn cảnh của ngươi cũng đáng thương, cũng giống như ta. Ta không cần ngươi phải thương hại, và ta cũng không cần nghe câu chuyện của ngươi. Ta bận lắm rồi, ta đi đây. Chết, chết tiệt, tên khốn này. Khoan đã, chờ ta với, chờ ta với. Hả? Ngươi cứ theo sau ta làm gì? Ngươi không ở đó giúp đỡ thế giới Cameraman đi. Ta không thuộc về thế giới Cameraman, ta chỉ giúp bọn chúng đánh bại quái vật thôi. Nhưng ngươi đã làm trước rồi, ta thấy ngươi khá thú vị, ta muốn theo ngươi hành hiệp chủ nghĩa. Ngươi đừng làm phiền ta. Hả? Cuối cùng ta cũng tìm thêm một lũ đáng ghét nữa rồi. Lũ TV Man, thời đại của chúng mày đã kết thúc rồi. Bọn tao sẽ chiếm hoàn toàn tài sản và lãnh địa của chúng mày. Chết hết đi. Chết, chết đi. Lũ khốn kiếp đó đang tàn sát những TV Man vô tội. Mau tới cứu họ thôi. Khoan đã, nếu người cứu những TV Man đó thì những tên khốn kiếp kia chưa có thể đủ thành tội. Ta không câu hồn bọn chúng xuống địa ngục được. Hãy chờ đợi đi. Nhưng mà và ác quỷ TV Man của bọn ta. Lũ khốn kia, chuẩn bị xuống địa ngục đi. Hả? Các ngươi là ai thế này? Bọn ta không quen biết các ngươi, sao các ngươi lại xen vào chuyện của bọn ta? Câm mồm đi lũ khốn. Thứ độc ác như chúng mày có chết trăm ngàn lần cũng không thể nào hết tội. Được rồi, thần lửa Titan Smith Command, tôi giết bọn chúng được chưa? Không những ngươi có thể giết, mà ngươi thích băm bọn chúng thành ngàn mảnh cũng được. Khốn kiếp, đến lúc rồi, mau theo ta xuống địa ngục nào. Cái gì? Chúng mày dám đụng vào bọn tao à? Hả? Gì mày? Chết đi. Tao nhìn chúng mày hồi nãy tới giờ rồi. Chúng mày có biết muôn loài ai cũng có những tính mạng của mình đấy không? Tại sao chúng mày lại tước đoạt sinh mạng của họ, trong khi họ chẳng làm gì sai? Chúng mày vì lợi ích của chúng mày mà chúng mày làm những điều càng quấy như thế. Khốn kiếp, đây không phải là việc của chúng mày. Bọn tao mạnh thì bọn tao có quyền ức hiếp bọn chúng phải phục vụ bọn tao. Kẻ nào chống với bọn tao, kẻ đó đều phải chết. Đó là quy luật tự nhiên. Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, còn kẻ yếu thì là kẻ thua cuộc mà thôi. Này, tên Titan Cameraman ngu ngốc kia, ngươi đừng có rảnh rỗi mà nói lý với những kẻ này làm gì. Mau giúp ta một tay, kết thúc bọn chúng đi. Ta sẽ đem linh hồn của bọn chúng xuống cho chúa tể địa ngục trừng trị, để cho bọn chúng biết thế nào là kẻ mạnh, thế nào là kẻ yếu thật sự. Không, anh em TV ác quỷ của ta, các ngươi dám giết chết họ, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Nhìn bọn chúng kìa, thần lửa Titan Smith Command, bọn chúng bắt đầu khóc lóc méo máu.
xấu rồi kìa. Cuối cùng cũng giải quyết lũ xấu xa này xong. Được rồi, đến lúc tiếp tục đi tìm những kẻ xấu xa khác thôi.